Suy ngẫm về phát ngôn gây tranh cãi của Thích Chân Quang. Trong thời gian gần đây, Thượng tọa Thích Chân Quang đã trở thành chủ đề bàn tán rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, chủ yếu do những phát ngôn gây tranh cãi của ông. Những lời nói của ông đã khiến nhiều người, từ tín đồ Phật giáo đến công chúng, cảm thấy hoang mang, thậm chí là phẫn nộ. Vậy điều gì đã khiến vị sư này trở thành tâm điểm chú ý? Và tại sao những lời của ông lại gây ra nhiều cảm xúc trái chiều như vậy? Phát ngôn gây tranh cãi. Thích Chân Quang được biết đến là một vị sư có nhiều hoạt động xã hội và thường xuyên thuyết pháp cho đông đảo người nghe. Tuy nhiên, một số phát ngôn của ông về các vấn đề xã hội, chính trị và lịch sử đã khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Một số ý kiến cho rằng các phát ngôn này thiếu sự cân nhắc và không phù hợp với vai trò của một nhà sư trong cộng đồng. Phản ứng của công chúng. Phản ứng trước những phát ngôn của Thích Chân Quang rất đa dạng. Một số người ủng hộ ông, cho rằng ông chỉ đang thể hiện quan điểm cá nhân và có quyền tự do ngôn luận. Trong khi đó, nhiều người khác lại cho rằng, với vị trí của mình, Thích Chân Quang cần phải thận trọng hơn trong lời nói, tránh gây ra những hiểu lầm hoặc xung đột không cần thiết. Vai trò của nhà sư trong xã hội hiện đại. Phật giáo luôn đề cao tinh thần từ bi, hòa ái và sự hiểu biết. Những người tu hành, đặc biệt là các nhà sư có tầm ảnh hưởng như Thích Chân Quang, cần phải làm gương trong việc giữ gìn lời nói và hành động. Khi một vị sư lên tiếng về các vấn đề xã hội, những phát ngôn của họ không chỉ là ý kiến cá nhân, mà còn mang theo trọng trách của một người thầy tâm linh. Cần một sự cân nhắc. Không ai phủ nhận rằng Thích Chân Quang đã có những đóng góp nhất định trong việc lan tỏa giáo lý Phật giáo đến với quần chúng. Tuy nhiên, khi những lời nói của ông gây ra tranh cãi và phẫn nộ, đó là lúc cần phải xem xét lại cách thức và nội dung của những phát ngôn này. Đôi khi, việc im lặng và suy ngẫm lại có thể mang lại sự an lành và hòa giải hơn là việc đưa ra những lời nói có thể gây chia rẽ. Kết luận. Thích Chân Quang, như bất kỳ ai trong chúng ta, không phải là người hoàn hảo. Ông có những quan điểm riêng và có quyền thể hiện chúng. Tuy nhiên, với vai trò là một vị sư, ông cũng cần phải thận trọng hơn trong việc sử dụng lời nói để đảm bảo rằng chúng phù hợp với tinh thần từ bi và hòa ái của Phật giáo. Hy vọng rằng, từ những phản ứng của công chúng, Thích Chân Quang sẽ có những suy ngẫm sâu sắc hơn về cách thức giao tiếp và truyền tải thông điệp của mình trong tương lai. Bài viết này nhằm mục đích phân tích một cách khách quan những phát ngôn gây tranh cãi của Thích Chân Quang, đồng thời khuyến khích sự thận trọng trong việc thể hiện quan điểm, đặc biệt là từ những người có tầm ảnh hưởng.